Ranh giới giữa ca sĩ hát hội chợ và ca sĩ sân khấu lớn có quá xa. Những cái người mà nói là hát những cái chương trình hội chợ là nó không được cao cấp, họ đang phân biệt khán giả. Sân khấu hội chợ được đầu tư và khán giả đón nhận ra sao? Ai còn quan điểm hội chợ là một nơi sập sệ thì có thể họ đã nhầm. Nhiều khi một đêm hát khoảng 10.000 người. Đón xem chuyện cuối tuần của Lê Hoàng và ca sĩ Vĩnh Thuyền Kim, ngôi sao hội chợ. Được phát sóng vào lúc 22 giờ thứ bảy ngày 22 tháng 6 năm 2019, chỉ có trên VTV9.